thứ gì đó. Vậy vậy cái này chị tay không tay không không có kéo rồi. Nãy chị Trinh vô được toilet không chị Trinh? Chị chưa vô em. Kéo nè. Ơi. Chị nói đây ngồi. Chị vô lao nó vô. Chỗ sao còn chỗ thoải mái chứ. Ngồi đây nè. Em không biết em thấy nhiều quá ngồi giờ sao. Lao cho nó sạch sạch. Trinh ơi. Cho chị ngủ cái đuôi nè. Cái đuôi là cái gì? Đuôi nói chuyện đó. Cái đuôi là chuyện. Ổn chú Long ơi, chú có đầu cạo chân mày không chú Long? Có đầu cạo chân mày không chú Long ơi? Có lưỡi lam được không nè? Dạ được. Thì cạo gì cũng có lưỡi lam chứ có gì đâu. Phân biệt cạo chân mày với cạo gì. Anh Đông mà nhiều lúc cạo cái cây ấy quen. Chỉnh giùm. Nè. Cái này nhá. Cạo như quen mày. Cái cây mà để thử làm vô đúng không? Nè mai ca ơi. Ca ca. Cái gì vậy mai ca giờ này làm mặt hả? Chứ giờ sao? Cái 1 tháng 13 đó. Bây giờ làm đi chứ để em mời. Có gì vậy? Cái nghe phải không? Dạ. Công nhận đi hát lại cái anh đẹp quá. Cái này là nghe. Đâu, cái này là nhắn này. Đúng rồi, để đó quên mượn cạo cái chú mày chút đồ nó ra tới chơi quá. Ở đây không, mình bị méo nghe chưa. Đặt ở dưới đây em ở trên. Cái đứa đặt ở dưới đặt ở trên hoài. À, chứ giờ sao vậy? Hôm bữa chị có thấy ở trong valet của em có một cái cây không, cái hộp quẹt với cái bóng cái gì đó. Dạ con có ấu mà bỏ sàn rồi. Cái hộp quẹt cái ngoại không ngoại? Cái gì? Ờ dạ không. Đó, tôi chứng minh cho bà thấy là không có. Là gì? Những người mà đem cái nhíp bên người có nghĩa là những người rất là ngựa. Ủa sao vậy? Hỏi anh Luân nè, ông Luân chuyên gia xài nhíp. Những người đem nhíp gì là cả là trong sao? Người mọc đầy râu. Cái xương đi hát không có một cây nhíp nhưng với Duyên ổng có cây nhíp. Hai người nữ không hề có cây nhíp. Thì dĩ nhiên ta phải nhổ râu chứ. Nhổ râu gì? Lúc đó ông nhổ mụn không? Không. Rồi sáng sớm trước dậy là tay có cái mụn không? Bể quá vậy chú. Waiting until 14 April. Can have a good time. Trời ơi, cái gì? Cởi làm nó ra con mớm rồi đó nha mọi người. Xuất sắc. Xuất sắc quá. Cái đôi bàn tay của cô trời ơi. Trời ơi. Làm đi bà em là làm đẹp nhất đó. Đúng rồi đó, tại vì cái cục tao là tính cục đó. Tại vì em gai không có thấy được. Kể cả từ bây giờ con phải kêu bằng cô Tinh với lại cô Loan. Thôi mình đang like mình cứ nói gọi đầu phải ơ đây đi chị xì quá sao hỏng quá chị ngoại em để gì luôn đó chị để tối nay xịt keo cái tối nay em dậm lòng được một chứ giờ em thường hay tốt lắm cũng tốt lắm hỏi họ đi cảm ơn mọi người nha. Chúc đêm diễn thành công. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn cô chú anh chị tối nay tại rạp. Cái gì vậy? Hai đập. Trên cái đây là cái gì anh hai? Ở đây là cái gì vậy? Sân khấu gì? Không biết luôn á. Rồi sao tôi biết tôi đi? RSL. Không biết. Trời ơi. Lên tắt luôn được rồi. Biết lên tắt luôn. Thiểm ơi là Thiểm ơi. Tóc chắc hơi bị ớ rồi đó. Cái tóc chắc hơi bị ớ. Tôi cảm thấy bất lực quá. Tóc Thiểm ơi là Thiểm ơi.
chết, tôi chờ mày đi. Nãy giờ em đi kiếm chị á. Nè, tới chị ba làm tắm đi. Em đi kẹp xong đứng hai mươi mét quanh đó, hai mươi mét. Giờ này hai chị ba chăm sóc cho em rất dễ thương trời. Anh chị ơi, chăm sóc rất là hay món đi tới đâu là nó dí hai anh chị tới đó đó. Xong cái tiết là bé này. Tôi đưa 1.000. Hai lát hai đứa. Okay. Thì ơi đưa 1.000. Đưa liền, đưa liền. Tôi không còn biết mọi chuyện như thế nào và xảy ra ra sao. Thế này thì con chào cô. Em nghe nè. Ủa có giấy tờ chưa? Ok mọi người. Có giấy tờ chưa? Đây, em đang vô em lắp cái sáng người. Nghe mặt mình lên luôn. Ok, vô đây. Bỏ nguyên quán đi. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Thì này làm căn cứ. Bởi ta nói mai mốt mày đi phỏng vấn cái gì là bà Hồng mày, bà kêu mày trước là mày xui nha. Bà kêu mày nhiều kiểu út là mày xui. Trời ơi. Cảm ơn chị Win Happy nè. Bây giờ từ giờ cho tới tối á, mà anh thấy mà cứ ác xì làm như mọi người đang nhắc anh nha. Trời, nè phải quay, quay chú Đông nè, phải quay chú Đông cái nữa nè. Còn chú Đông nữa. Cố hết nổi rồi, qua đây ta ăn một đống gì á. Ủa sao nó rè dữ vậy ta? À, dạ đâu. Thở hết nổi rồi. Rồi chị ba kẹp đi. Chị ba mọi người có kinh nghiệm anh truyền dạy. Quay một cái quanh này. Quanh này. Quanh này. Mày quên hai hả? Anh đang giảm anh đi giảm anh đúng không? Lên bỏ kè nó vô. Ủa sao vậy? Anh nói tiếp, tôi tiếp tiếp một đình hả? Anh đồng ý hả? Không vậy đâu. Trong này rồi, rồi, sao để nó được cho ngày không có là... để tối về kể cho nghe đây là một câu chuyện dài rất dài. Mày ca em có đem theo mớ thun đúng không? Có em để trong người nhớ cho nó xè vậy đó. Em nói lại nè, tại vì em đi đang bốn giờ năm bốn em là cái mùi là cái mùi là em chọc tóc luôn hay chọc đầu hay gì không có nhiều quá đó hai không có trẻ máy trẻ hơi gì cho má được được về phương nam bán nó nghe là cái chỗ tao ủi đồ đó bên kia kem. Đưa cái chỗ người ta đang làm mặt nhảy vô mũi đồ nghe mũi đồ ngược rồi xong nói người ta bây giờ làm mặt đồ cao với kìa chị Hà bây giờ mình nói chuyện với Hiểm đi, tiếp mình Hiểm đi. Chú ơi, chú có ăn không? Chú đây con. Chú đang ăn rồi, đây con kêu đem ra cho chú nha. Ý là hồi nãy đem vô xe rồi, rồi giờ đem ra. Ủa vậy hả? Chỗ đó cho chú hả? Tưởng đâu chú ăn chút được con ăn cho mình chú chứ. Đâu mà da. Thấy chưa mọi người, chị ba, anh hai nói chung ai cũng bận hết. Không tới lại, đem đồ mớm, tranh thủ liền cho con mớm đi. Gái béo đen thì xin cho cái gì? Béo đen. Thằng bạn. Chết tên rồi. Chị này vậy chết tên rồi, đi đi ơi. Trời hên thôi bà nội ơi. Mà má sang hơn nha, ma mớm gì vậy? Đi lần nào cũng ăn hết hả? Má sang hơn. Trời ơi, tao kéo về chứ không là tao thôi tham là chết luôn. Lấy em chú luôn đang đi xuống á. Để em nói chuyện. Trời ơi, mình hơn mà mấy người kia chắc tưởng mình có phù phép gì sao nổi vậy hả? Chạy gì hả? Trời ơi. Chú nhìn mắt ngỡ ngàng hết hả? Nghiêng cái bàn ở trong đó dòm má. Ôi. Con mắc cười quá trời. Chịu khó đây nè. Chịu khó đây em. Không cảm giác không quan trọng hơn nữa, không quan trọng hơn. Ok, Linh Nguyễn, cố gắng nghe. Hello, cô Lợi. Nhận em đi đây là đó đây em, 16 chứ 50 đó.